Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa? Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xa lắc xa lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây? Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi. Nhưng mình đâu có biết thủ tục và chi phí thế nào. Anh vừa mới liên hệ bên công ty du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à. Vậy hả anh? Ừ. Dạ anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh? Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tận tâm, trung thực. Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới. Chương trình phát thanh những câu chuyện đời. Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Những Câu Chuyện Đời, chương trình do công ty cổ phần Quảng Cáo Nhất thực hiện, phát sóng liên tục các ngày trong tuần trên các đài phát thanh truyền hình Đông và Tây Nam Bộ. Chương trình do công ty du học Thái Bình Dương tài trợ. Quý thính giả thân mến, mỗi tuần chương trình phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thường gắn với một số phận, giàu nghèo, sang hèn hay khỏe mạnh, ốm đau đều phải trải qua chặng đường dài của đời người. Gặp cảnh khó khổ, tai ương thì có người nỗ lực nên đã vượt qua mà vươn lên. Cũng có người dù đã cố gắng phấn đấu hết sức nhưng cũng không thoát khỏi cảnh khốn cùng. Rồi cũng có những người được sinh ra với cơ thể bình thường, nhưng tai nạn khiến cuộc sống bất ngờ rẽ sang một lối ngoặt không đoán trước. Đó là câu chuyện mà hôm nay Nhã Quỳnh muốn chia sẻ cùng với quý vị. Đó là câu chuyện về một bé gái rất đáng thương ngụ tại ấp Ngã Bác, xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Xin thưa, đó là trường hợp em Trần Thị Mỹ Huyền mới 9 tuổi, nhưng mà Huyền đã chịu mang trên mình những cái vết sẹo chằng chịt cùng với nỗi đau cứa da cứa thịt, và vết thương ấy sẽ còn kéo dài đến cuối cuộc đời. Huyền nằm đó với lớp băng trắng toát quấn kín, đôi mắt to tròn nhìn lơ ngơ vào khoảng không, không còn sức để khóc cho những cơn đau. Thế nhưng nước mắt cứ ngân ngấn ứa ra, ương ướt nơi khóe mắt. Cứ mỗi cơn đau buốt hoành hành, em lại rút cong những ngón tay đã co quắp lại, rồi liệm đi đau đớn trong vòng tay của cha, của bà. Những gì vừa trải qua với em như một cơn ác mộng, là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà mỗi lần nhớ đến hay có ai đó nhắc lại, Huyền lại líu ríu co cúm trong nỗi hoảng sợ. Suốt mấy năm nay, cuộc sống em đã gắn liền với bệnh viện thế này. Cứ nghe ở đâu có đoàn từ thiện phẫu thuật, lại cha lại khăn gói dẫn em lên đường để mong làm gì đó cho con trở về với hình hài bình thường. Mỹ Huyền là con gái đầu lòng của anh Trần Văn Lắng và chị Phạm Thị Tới. Gia đình Huyền sống nương nhờ nhà của bà ngoại, vì cuộc sống làm ăn của cha mẹ còn khó khăn. Cha đi làm thuê, mẹ ở nhà nhận may vá kiếm sống qua ngày. Tích góp được vài năm với ý định sẽ dựng lên một căn nhà nho nhỏ cho 4 thành viên gia đình tách ra ở riêng. Thế nhưng tai họa ập đến khiến mọi tài sản trong nhà cũng theo đó mà đi. Huyền còn nhớ như in cái ngày hôm đó, đó là một ngày nắng ấm. Buổi sáng khi chuẩn bị đi học, mẹ Huyền thắt hai cái bím xinh xinh rồi đội cho em chiếc nón màu hồng lên đầu. Sau đó mẹ dúi vào tay Huyền mấy ngàn đồng, dặn dò đi học có đói thì vào căng tin trường mua gì ăn tạm. Huyền vui mừng lắm vì số tiền mẹ cho hôm nay đã đủ bao ngày tích góp để Huyền có thể mua cho con búp bê Mimi của mình bộ váy mới màu hồng đã yêu thích từ lâu. Nghĩ tới đó, Huyền hồ hởi lắm. Vào lớp học, Huyền chỉ nhấp nhổm mau nhanh đến giờ giải lao.
giờ ra chơi đến, Huyền tung thang chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Em chạy về phía căng tin trường. Ở đây bán rất nhiều thứ, từ đồ ăn thức uống đến dụng cụ học tập, đồ chơi đủ màu đủ sắc. À, đây rồi. Huyền dừng mắt nhìn vào cái tủ kiếm trưng búp bê và quần áo. Áo nè, quần nè, váy nè, cái nào cũng đẹp. Biết chọn cho búp bê Mimi của mình bộ nào nhỉ? Huyền cứ đứng tần ngần, ngẩn ngơ, rồi ngẫm nghĩ. Bỗng Huyền nghe tiếng xì rất to từ gian bếp cạnh mình. Chưa hiểu chuyện gì, em thấy từ trong bếp một chú lao ra hét lớn. Chạy ra ngoài đi, bình ga sắp nổ rồi. Người ta xô đẩy nhau mà nháo nhào bỏ chạy. Em cũng cố gắng chen trong đống người hỗn độn để tìm cách thoát thân. Thế nhưng em nhỏ bé quá, là ở trong cùng của góc kẹt, chẳng biết làm sao ra được. Như phản xạ tự nhiên, Huyền ngồi thụp xuống, lấy tay bịt hai mắt lại. Em chỉ còn biết thét lên trong nỗi kinh hoàng. Cha ơi, cứu con với! Rồi một tiếng nổ vang to, Huyền thấy hơi nóng cháy phừng phực quanh mình và em rồi ngã xuống. Mắt nhòa dần trong một màu lửa đỏ rực. Trong cơn mê hoảng loạn, em thấy con búp bê Mimi bỗng mọc cánh, bay dẫn đường đưa em vượt qua đám lửa ngùn ngụt khói. Đang đi phụ hồ ở gần nhà, anh lắng nghe tiếng nổ lớn, rồi lao sao mấy người chạy ngang nói nơi trường của anh đang học, người ta thay ga thế nào mà bình ga xì và phát nổ. Như có linh tính không hay, anh bỏ việc dở chừng, chạy thật nhanh về phía trường. Trước mắt anh là cảnh tượng hỗn độn, đoàn người nháo nhào tìm cách dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phực. Anh giáo giác nhìn quanh và lao vào sục sạo nơi đống lửa đang chực chờ thiêu rụi mọi thứ. Rồi từng người trong đám cháy lần lượt chuyển ra. Tim anh như nhảy loạn nhịp, lòng cầu mong sao đám lửa đỏ rực kia không có con gái của mình ở đó. Rồi tất cả như vỡ vụn khi anh nhìn thấy đứa bé cuối cùng kẹt trong đám cháy được đưa ra. Dù không tin vào mắt mình, nhưng anh lắng nhận ra ngay đó là con bé Huyền. Đón con từ trên tay người cứu nạn, anh xót xa nhìn con bé mà cháy gan, cháy ruột. Tất cả mọi thứ đều đen nhẽm, chỉ còn đôi mắt đen sâu thẳm khép hờ của con là nguyên vẹn. Lật đật ôm con vào lòng, anh lắng gương mãi miết mà chạy hướng về phía bệnh xá xã. Vừa chạy anh vừa gọi giật run run. Huyền ơi, tỉnh lại con ơi. Theo từng bước đi của anh là từng mảng thịt, từng mảng tóc tai của con rớt dài trên đường. Những mảnh thịt nát nhũng nhùng, khét lẹt mùi khói, mùi của thịt da cháy. Tai nạn xảy ra khiến 5 người bị thương nặng và một bạn học cùng khối đã qua đời. Huyền may mắn sống sót nhưng phải điều trị tại bệnh viện hơn 6 tháng trời. Rồi tiếp theo là những ngày dài tự chạy chữa và đi làm hết phẫu thuật này đến phẫu thuật khác. Hơn 1 năm rưỡi nay từ ngày xuất viện, cha mẹ đã dành bao công sức và bỏ biết bao nhiêu tiền để chạy chữa cho Huyền. Lúc đầu thì 1-2 tuần đưa con đi bệnh viện nhi đồng một lần. Về sau thưa ra 1-2 tháng một lần. Cứ làm được bao nhiêu, anh lắng lại đưa con đi chạy chữa vết thương để mong chờ con bớt phần đau đớn. Vậy mà hiện giờ khuôn mặt em vẫn còn bị biến dạng, chân tay vẫn co quắp. Thầy còn mỗi ngày phải đối diện với đớn đau, anh lắng đau xót lắm. Anh cầu mong có một phép nhiệm màu nào đó để có thể gánh chịu những cơn nhức nhối thay con. Anh nguyện xin trời thương cho khuôn mặt con được trở lại xinh xắn như ngày nào, cho con có thể tung tăng nhảy chân sáo mà hát ca vui đùa như bao ngày trước. Anh ước nhiều điều cho con lắm. Thế nhưng, hơn ai hết, anh hiểu được chỉ có sự nỗ lực theo thời gian 5 tháng, phải đối diện với những lần mổ xẻ mới đưa con anh dần bước về với cuộc đời. Thế nên người ta không bao giờ thấy lắng thôi làm việc. Anh làm quần quật ngày đêm, gồng gánh mọi thứ, khi thì làm hồ, khi thì dặm lúa, xịt thuốc, đào mương, đắp bờ. Việc nào có tiền là anh làm, vì mong muốn tích góp tiền để đưa con đi phẫu thuật. 19 tuổi mà Huyền không còn nhớ mình đã lên bàn mổ bao nhiêu lần,
khi thì xin tách các màng ngón tay, khi thì nuôi cái ghép da, lúc thì phẫu thuật tách phần cổ, phần nách. Mỗi lần là một chút, vậy mà đã bao nhiêu năm trải qua đau đớn vậy, em vẫn chưa trở thành dáng dấp một con người bình thường. Những người nhìn thấy Huyền lần đầu đều giật mình hoảng hốt, bởi không hoảng hốt sao được khi chứng kiến một đứa bé đầu trọc trơ trọc trụi với những vết sẹo chằng chịt, rỉ rả nước vàng bong tróc từ đầu đến tận chân. Những vết đau bấu sâu không chỉ ở bên ngoài mà nó đau tận tim, tận tủy. 9 tuổi, Huyền đang dần dà hiểu được mình không giống người bình thường, nên em cảm thấy mình tủi thân lắm, mặc cảm lắm. Mỗi lần theo cha lên bệnh viện khám bệnh, Huyền lại trùm kín quần áo và nón mũ từ đầu đến chân. Em sợ gặp phải những ánh mắt ái ngại, sợ người ta nhìn mình trân trối rồi có khi hét lên vì sợ hãi. Sợ gặp những đứa bằng tuổi, nó nhìn em kinh hãi rồi tránh ra xa. Huyền không còn sợ đau đớn, bởi vì với em đã chẳng còn điều gì đau đớn hơn khi đã từng đối diện với cái chết. Em chỉ mong ước được đi học, được có diện mạo giống người bình thường. Vì vậy mỗi lần nghe có đoàn từ thiện ở đâu đó mổ miễn phí, Huyền mừng vui lắm. Em hy vọng sẽ được người ta giải phẫu cho mình những vết loang lỗ trên khuôn mặt, trên cơ thể, hoặc không thì có thể tách hẳn phần da dính các ngón tay, khôi phục được sự đàn hồi của gân để có thể cầm được viết mà đến trường đi học như các bạn bè cùng trang lứa. Ở quán mua đá bào xong cái cửa hám bán cho mấy kia trước rồi cái cấm để nó đợi chút đi thôi cái ông kim lại đổi bình ra sao xì. Xì ra lúc đó sao con không chạy mà ở đó? Không biết đường chạy. Rồi lúc đó con ở đó là có bao nhiêu bạn ở đó nữa? Mấy đứa kia mua nhóc với chân ra trước rồi còn 4 đứa à, 2 đứa kia bị nhẹ con với thằng kia bị nặng. Lúc mà con thấy ga bị xì lên thì lúc đó mình rất là hốt hoảng nè. Như thế nào lúc đó cảm giác sợ sao kể cho con nghe? Sợ không? Con sợ kêu ai không? Có. Con kêu sao kêu ai? Con kêu cha mẹ. Mẹ ai cứu con? Rồi sau đó là con còn nhớ được gì nữa không? Không. Không nhớ gì hết luôn. Rồi khi tỉnh dậy thì con thấy mình đang ở đâu? Ở trên thành phố. Bây giờ là ước muốn mà lớn nhất của con là con ước muốn gì? Ước muốn điều trị hết trên tay mặt rồi con đi học lại. Quý vị thân mến, có những tai nạn bất ngờ khiến không ai có thể đoán trước vận mệnh của mình sắp tới sẽ thế nào. Bởi quy luật sinh tồn cuộc sống là thế ạ. Không bất cứ ai có thể lựa chọn được điều mình mong muốn cả. Vì lẽ đó, nếu như chúng ta là một trong những người không gặp điều may mắn, thì hãy cố gắng đối diện với khó khăn, với khó nghèo, với bệnh tật, để nỗ lực mà sống và bước qua nó mà đi. Để biết đâu đến một ngày nào đó sẽ có những may mắn mỉm cười, mở ra một cánh cửa tương lai mới. Và Huyền ơi, hãy cố lên em nhé, hãy tiếp tục sống và ước mơ, rồi em sẽ cầm được viết, rồi em sẽ lại được đến trường như các bạn của mình thôi em ạ. Bởi mọi đau đớn nhất cũng đã qua rồi. Nhà Quỳnh tin rằng với sự cứng cỏi của mình sẽ không còn gian khó nào có thể cản trở được quyết tâm của em đâu, Huyền ạ. Vững tin lên em nha. Thưa quý vị, câu chuyện về hoàn cảnh của em Trần Thị Mỹ Huyền giúp chúng ta hiểu hơn về giá trị cuộc sống và thấy thương hơn, hiểu hơn về nỗi đau mà một cô bé 9 tuổi đã phải gánh chịu. Hãy cùng với chúng tôi gửi những cánh thư, những chia sẻ và động viên để như một phép nhiệm màu đưa Huyền gần hơn với ước mơ đến trường của mình, quý vị nhé. Thông tin xin gửi về Ban tổ chức chương trình Những Câu Chuyện Đời, số 82 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838207084, nhánh số 17, email nhữngcauchuyendoi@junius.com.vn. Kính thưa quý vị, chương trình Những Câu Chuyện Đời đến đây xin được phép khép lại. Chương trình do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất phối hợp với Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Chương trình do Công ty Du học Thái Bình Dương tài trợ. Được tích hợp trên website http://những-cauchuyendoi.com và http://những-cauchuyendoi.vn. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.